Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ truyền hình nhé. Hôm nay là cái phiên giao dịch ngày 29 tháng 8 năm 2024. Buổi sáng Richard sẽ phân tích thị trường xu hướng giá vàng ngày hôm nay và nhắc điểm các cái tin tức quan trọng trong ngày để mọi người có cái video tham khảo ngày được sát nhất nhé. Như vậy là ngày hôm qua thì tiếp ra chúng ta tiếp tục nối tiếp những cái thành công rất tuyệt vời đối với các cái sản phẩm mà Richard Support rồi đúng không? Vàng thì hôm qua giảm rất là sâu. Các cái chiến lược của Richard cho mọi người ngày hôm qua thì quá tuyệt vời rồi à, uh, hôm nay thì chúng ta sẽ giao dịch như thế nào khi mà trên trang lịch kinh tế tin tác động lên đồng đô la Mỹ cũng như là ảnh hưởng đến giá vàng ngày hôm nay thì có cái báo cáo với GDP sơ bộ của đồng, của đồng đô la Mỹ dự báo thì vẫn giữ nguyên ở mức 2,8% và bên cạnh đó thì có một cái tin yêu cầu trợ cấp thất nghiệp uh, chúng ta thấy là lúc 7 rưỡi tối nhé thì cái tin tức này thì dự báo là cũng không có thay đổi và nó vẫn bằng kỳ trước ở mức là 230.000 đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp nhưng mà cũng có thể là với những cái tin tức như là doanh số bán lẻ trong kỳ này uh, vừa rồi báo cáo trong tuần này nó khá là tốt thì có thể là cái yêu cầu trợ cấp thất nghiệp này hôm nay nó sẽ giảm các bạn ạ. Thực tế là với các cái tin tức nếu như mà đối với đồng đô la Mỹ là những cái tin tốt thì cái tâm lý thị trường mà triển vọng và hy vọng rằng là Fed sẽ hạ lãi suất sớm vào tháng 9 năm 2024 lại càng cao thôi. Mọi người hiểu ạ? Nhưng có cái quan trọng nhất là bao nhiêu phần trăm điểm cơ bản hạ lãi suất nhưng bao nhiêu phần trăm điểm cơ bản. Và trong tuần này thì chúng ta còn ngày mai nữa là kết thúc tuần nhưng ngày mai là một cái tin nó còn mạnh hơn rất là nhiều đó là cái chỉ số giá PCE của ngày mai. Bởi vì cái tin này sẽ đánh giá cái và cũng đưa đến cái quyết định cuối cùng của Fed là trong tháng 9 này có hạ lãi suất hay không. À, nó là một cái tin đánh giá cái mức độ lạm phát của Mỹ và đối với Fed thì thực sự là theo dõi rất sát sao các cái chỉ số này mong là cái chỉ số Uh, PCA nó xuống thấp và cái lạm phát nó về các cái mức ngưỡng như là 2% thì đó là cái mục tiêu mà Fed sẽ hạ lãi suất. Nhưng cũng có thể là một cái con số không nhất thiết là phải là ở mức 2%, có thể 2,5% chẳng hạn. Nhưng mà trong cái tháng 9 này là một cái tháng mà thị trường đang kỳ vọng và đặt cược vào việc uh, Fed sẽ hạ lãi suất. Cho nên là nó ảnh hưởng đến đồng đô rất là nhiều. Mặc dù đồng đô uh, nó có những cái bức uh, giảm rất là mạnh trong những cái nhịp vừa rồi đây và cũng có thể sẽ còn giảm nữa hiện tại thì trên biểu đồ phân tích kỹ thuật ấy, nó được trợ giá rất là nhiều đúng không ạ từ cái vùng hỗ trợ mà đúng như theo Richard phân tích ngày hôm qua nó được tăng trưởng rồi thế nhưng mà ngày hôm nay các cái tin về GDP này các bạn sẽ lưu ý cho Richard nha nếu như nó thực sự thử rất là tốt thì nó cũng có phản ứng nhất thời của thị trường ở đây nó kèm theo hai yếu tố một là cái phản ứng đối với tin tốt thì đồng đô la Mỹ nó tăng trưởng thực sự nhưng ngay sau đó chính là cái hành vi tâm lý của thị trường trong cái giai đoạn tháng 9 ấy. nếu như Fed mà những cái tin này tốt ấy, thì Fed có thể sẽ hạ lãi suất cho nên là nó sẽ chạy hai chiều các bạn À, mình đã một phân tích kỹ cái điều này để cho mọi người hiểu nhé tại sao mà tin tốt ra có những anh chị cứ hỏi comment là tin đúng đô la Mỹ tốt nhưng mà nó cứ chạy xong và nó lại quay đầu bởi vì nó kèm theo luôn hai cái luồng thông tin một là tin tốt thì phản ứng đầu tiên với thị trường với tin tốt thì đúng rồi không sai nhưng mà cái hành vi tiếp theo của thị trường đó là liên quan đến gì cái việc đặt cược của phép hạ lãi suất rồi à, cho nên là nó luôn chứa đựng hai cái luồng thông tin đó mà chúng ta thấy thị trường nó chạy hai chiều đấy Bây giờ quay trở về cái việc phân tích kỹ thuật thì ngày hôm nay mọi người sẽ thấy cho Richard là đó là DXY ngày hôm qua à, Phân tích cũng như là cho mọi người bắt đáy DXY quá tuyệt vời đúng không? Nó vượt cái đỉnh này và nó tăng trưởng lên Mục tiêu của Richard đó gì? Nó có thể tăng trưởng lên vùng 101.6 Hôm qua thì nó đạt đích đây là 101.69 à, Quá tuyệt vời hôm qua nó tăng trưởng khá là đẹp đấy Vậy thì ngày hôm nay tiếp tục có thể lại là một ngày tăng trưởng tiếp theo của chỉ số đồng đô la Mỹ nhé. Nhưng mà các bạn phải chờ một cái nhịp điều chỉnh. Có thể nó quay trở lại cái vùng một 0 00 8 rồi nó mới hồi được tức là 50 của cái quãng đường ngày hôm qua ấy, thì các bạn mới có thể mua tiếp nha Đây là cái chiến lược mà Richard chia sẻ cho mọi người đó là bắt đáy mua lại đối với DXY đúng không Nếu như ngày hôm nay nó điều chỉnh sau đó nó mới có thể tăng tiếp được thì chúng ta sẽ giao dịch như thế nào các sản phẩm liên quan đến giá vàng Đây, ngay ngày hôm qua Richard làm cho mọi người cái video sáng thì nó xuất hiện một cái cây nến À, H1 đảo chiều là một cái cây nến pin 3 đây và sau đó là nó đã sập rất là sâu đúng không ạ Chiến lược mà đi chat cho mọi người bán ngày hôm qua thì cũng quá tuyệt vời rồi Kể cả những cái chiến lược như mà phân tích cho mọi người là nó có thể quay trở về cái ngưỡng như là 93, 94 rồi nó mới bật Và đúng là ngày hôm qua nó về vùng giá này nó bật đúng không ạ Một cái chiến lược sau đó nữa vào buổi tối cập nhật cho cả nhà là nếu như cái vùng giá mà chúng ta bán xuống ấy Thì chính là cái vùng giá 2510 đến 2513 thì các bạn có thể bán được ở vùng 2510 và 10 đến 11 gì đấy và nó sập uh, rất là nhanh sau đó đạt cái TP1 thậm chí đạt TP2 của chúng ta ngày hôm qua luôn. Bởi vì cái mục tiêu TP2 của chúng ta hôm qua đi chắc cho mọi người là cái, cái vùng 9798 thì nó về tiếp rồi. Đây các bạn thấy không? Cái chiến lược uh, sau cùng cuối ngày vào phiên Mỹ Bây giờ thì trong cái phiên Á khi sáng mà Richard đang làm video phân tích cho cả nhà nhé Đó là nó vừa có một cái cú vọt lên cái vùng 15 à, uh, 2515 Vậy thì nếu như mà nó giá nó đóng cửa mà nó cứ ngồi trên ngưỡng 2510 thì mục tiêu có thể nó sẽ quay trở lại cái vùng giá như là 17 cho đến là Tết Đỉnh. Từ 2517 cho đến là cái vùng Tết Đỉnh là cái vùng 2530. Tức là giá mà nó cứ đóng cửa ở trên cái ngưỡng này này. Không? Tức là nến xanh tiếp diễn và nó cứ đóng cửa trên ngưỡng này thì các bạn có thể tìm kiếm cơ hội mua lên nha nhưng nó phải là giữ vững được cái mức trên ngưỡng 2510 thì các bạn mới có thể mua nhưng trong trường hợp mà nó chỉ loanh quanh ở 16 17 mà nó lại có đến đảo chiều ngược lại thì anh chị em ta là bán xuống nha tiếp tục bán xuống 15 17 thì lúc đấy chúng ta lại bán xuống tức là cái ngưỡng này này mà nó giữ được thì các anh chị em bán xuống Ok chưa Đấy là với biểu đồ giá vàng nhé Hôm nay thì 9 giờ đấy chat vẫn phân tích thực chiến cùng với cả nhà bình thường cho nên là cả nhà lưu ý cho đấy chat là 9 giờ thì chúng ta tương tác cùng với nhau Chứ có ngày hôm qua thì uh, đi chat, uh, Internet có vấn đề cho nên là cũng không vào được với cả nhà cho nó còn riêng ngày hôm nay thì 8 à, 9 giờ nhé Lý chắc đã đổi lịch rồi 9 giờ thì uh, chúng ta vẫn uh, livestream bình thường Ok đây là với biểu đồ giá vàng nhé khi mà đi chat up cái video này lên mà những cái vùng giá như là trên ngưỡng 2510 mà nó giữ được thì các bạn có thể mua lướt sóng mục tiêu lên 17 chẳng hạn. Uh, target SL của các bạn thì có thể đặt ngay sau cái vùng giá buổi sáng của ngày hôm nay là cái vùng giá năm hai đây này. mua giải từ biên độ gì 07 cho đến là một chẳng hạn Thế là trong cái vùng tam giác mà nó vừa phá vỡ xong ấy bật xuống khung giờ thấp thì các bạn sẽ thấy một cái vùng tam giác ở đây cái vùng tam giác nhỏ này, này. đấy nó vừa bứt phá xong đúng không ạ đây này nó vừa bứt phá cái tam giác này lên thì cái ngưỡng là có thể là 07, 08 mà các bạn có thể mua lướt sóng thôi nha chứ không phải là là mua trong trường hợp mà nó đảo chiều ngược trở lại là cũng mở 30 hoặc H1 thì đến lúc đấy là các bạn tìm kiếm cơ hội bán xuống chứ không phải là những cơ hội mua lên nữa. Chúng ta sẽ tương tác với nhau khoảng 9 giờ thì chúng ta sẽ cập nhật được tốt hơn với giá vàng. Các bạn có thể đăng ký vào Zoom cùng với Richard nha. Bây giờ sang cái biểu đồ khác ví dụ như BTC USD. Có phải là hôm qua Richard phân tích cho cả nhà là chu kỳ cuối tháng thì dầu giảm, vàng giảm và BTC giảm đúng không ạ? trong đó thì với giá dầu thì chúng ta đã ra được lệnh ở những cái vùng giá đá bắt đáy rồi ra được vùng 77 là cũng có vùng khá là đỉnh rồi quá đi tuyệt vời rồi với BTCD thì canh trở lại để mua nhưng mà ngày hôm qua không có tín hiệu đảo chiều nên chắc cũng chưa cho mọi người một cái chiến lược mua và đang có một cái chiến lược à, có thể tham khảo lướt sóng xuống đó là quay trở lại cái ngưỡng như là 62 nghìn đô thì chúng ta sẽ có thể bán lại nhưng mà hôm qua mức mức hồi cao nhất của BTC OD thì ngày hôm qua nó chỉ lên được mức 60 thôi các bạn kiên nhẫn chờ đợi nhé cái nhịp này là cái nhịp giảm. xả chốt lời của thị trường liên quan đến BTC USD và đặc biệt nữa là các cái tổ chức lớn thì hầu hết vẫn đang gọi là cá mập ấy, vẫn đang gom lại đối với BTC và kỳ vọng có một cái mức một, một cái nhịp tăng trưởng quay trở lại cái vùng giá như là uh, 67 cho đến là 70.000 nhưng mà cái nhịp này thì chúng ta chưa nhìn thấy nó rõ ràng hơn bởi vì sau những cái cú bắt đáy từ vùng 49k trở lại thì cái mức tăng trưởng lên vùng 65 là cũng quá tuyệt vời rồi. Bây giờ BTC trong phiên ngày hôm nay thì lời khuyên của Richard cho cả nhà đó là gì? À, nên ngồi ngoài chờ đợi nhé. Quay trở lại nó retest cái đường kênh và retest cái vùng này thì chúng ta mới có thể bán xuống. Mua thì sẽ không mua trong cái nhịp này các bạn ạ. Bởi vì có mua thì quay trở lại cái ngưỡng đáy mà trước đó Richard đã phân tích cho cả nhà là có mua thì về quay trở về cái vùng 56, 57 đúng không? Thì trước đây nếu các bạn mua được cái vùng này rồi thì hy vọng lần này nó sẽ quay trở lại cái vùng này và các bạn mới có thể mua. Yeah. Nếu như mà đánh trung hạn đối với lại BTC thì nó khá là ổn trung hạn trong cái nhịp sóng này là khá là ổn với BTC. Các bạn phải chia vôn ra nhá. Bây giờ thì đi chat quay trở sang cái biểu đồ giá dầu nào. Giá dầu ngày hôm qua nó có một cái mức giảm khá là mạnh mẽ và đi chat thì kỳ vọng là sau khi mà nó giảm điều chỉnh đúng không ạ? Đây này, từ cái ngưỡng mà chúng ta ra lệnh các bạn thấy là ở cái vùng giá rất là tuyệt vời là Fibonacci gần sấp xỉ 60 70 764 à, các bạn thấy không? Mà cái vùng giá mà đi chat cho mọi người ra là vùng 77 Vậy thì sau khi giá lệnh xong thì đúng là nó sideways rồi Nó tụt, hôm qua nó có một cái mức tụt về vùng 73.8 rồi Cũng khá là mạnh mẽ Các bạn có thể có một cái cơ hội rất là lớn đối với cái giá dầu là Sau khi chu kỳ tháng kết thúc thì có thể mua được tiếp lại cái vùng giá này Nó có thể điều chỉnh như này và tăng tiếp Cho nên là các bạn sẽ chờ đợi đối với cái giá dầu nhé ưu tiên là canh mua trung hạn thôi chứ không phải là lướt sóng các bạn nhé Nên đối với biểu đồ dầu hôm nay thì chắc chắn là các bạn sẽ phải ngồi ngoài để chờ đợi cơ hội thôi À, những cái kiểu uh, sản phẩm khác ví dụ như nó với người B -B Richard có phân tích cho cả nhà là sau những cái nhịp tăng trưởng mạnh của cái cặp tỷ giá hưởng lợi từ chỉ số đồng đô la Mỹ trong phiên ngày hôm qua đi có phân tích cho cả nhà đó là gì đầu chỉ số đồng đô la Mỹ nó tăng trưởng trở lại thì những các cặp tiền đuôi u có thể tìm kiếm hội bán xuống đúng không ạ À, đây chat phân tích rất là rõ ràng luôn, kể cả những cặp tiền đấu u thì có triển vọng nhất là cặp UZ. hôm qua chúng ta mua bắt đáy cũng quá thành công rồi. Thì với GU đúng là hôm qua nó giảm rồi đúng không? Giảm về và cái vùng mục tiêu mà đi chat phân tích một cái bản word một cái bản phân tích ở trong tele cho cả nhà đó là gì? À, có thể canh mua trong biên độ vùng 1.318 đến 1.30 các bạn trong biên độ vùng giá này các bạn mua đang có cái target và đang lời rồi thì sáng ngày hôm nay nếu như nó quay trở lại được cái ngưỡng 1.322 hoặc là 323 thì các bạn chốt lời nhé và cái vùng 1.323 có thể là một cái vùng entry bán lại à, hôm nay thì các bạn có thể canh cái vùng giá nó hồi quay trở lại cái vùng này thì có thể lại là một cái chiến lược bán xuống tiếp nó có thể lập ra một cái đỉnh thấp hơn cái đỉnh giá cao nhất đó là 1.326 đúng không ạ nó có thể lập ra một cái đỉnh thấp hơn đỉnh này rồi giảm mà cái nhịp giảm này là nhịp điều chỉnh các bạn nhé thì có thể chờ đợi một cái cơ hội tức là ra đối với lệnh mua target đối với lệnh mua sau đó là gì các bạn đã có thể là tìm kiếm một cơ hội lại đánh xuống chẳng hạn nếu như còn tín hiệu đảo chiều và cập nhật tốt nhất đó là chiến lược của Richard nếu có thì gửi trên kênh signal của telegram cho một cả nhà nhé đấy là với GU còn EU thì sao EU ngày hôm qua cũng thế cái chiến lược mà cũng như là cái mục tiêu mà Richard phân tích cho cả nhà, nhà trong cái bản word phân tích ngày hôm qua đúng không đó là bán xuống trong biên độ gì 1.118 cho đến 1.120 các bạn thấy hôm qua bán được ít nhất là 1.118 bán đỉnh của đỉnh rồi và nó giảm không ạ giảm quá là đẹp luôn à, về đúng cái vùng mục tiêu mục tiêu của đi chat cho mọi người lại một cái chiến lược nữa đó là mua trong cái biên độ vùng chấm 1.110 à, các bạn thấy là hôm qua nó về được cái vùng này luôn đúng không ạ nếu như anh chị em nào mà mua bắt đáy được đối với euro cũng ngon lành luôn tức là cả chiều mua chiều bán nhé hôm nay thì kỳ vọng là sau cái nhịp về cái vùng hỗ trợ này nó hồi lên có thể nó hồi lên cái đường kênh chen hoặc gần nhất là như là khu vực 1.115 thì các bạn có thể chốt target chốt lời nha và cập nhật chiến lược của Richard để có thể bán lại được với hay không đối với cặp tiền euro vấn đề nữa nhưng mà ngày hôm qua đó là một ngày cực kỳ thành công đối với chiến lược Richard cập nhật cho cả nhà rồi đúng không ạ bản phân tích rất là kỹ càng cho mọi người à, bây giờ sang như một số sản phẩm khác nữa trong đó thì cặp Uzi đi ok hôm qua có phải là hôm qua chúng ta bắt đáy được vừa ạ cái vùng giá mà Richard cho mọi người bắt đáy đó là một 43.8 cho đến 144 à, chiến lược có trong cái bản phân tích uh, cho cả nhà chiến lược có đúng không và nó thành công không ạ quá tuyệt vời thành công đối với cái chiến lược này rồi à, mọi người lưu ý cho đi chat này đối với tất cả các cái sản phẩm mà đi chat cập nhật cho cả nhà ở trong uh, trong kênh Signal thì nếu như các bạn mà có xem ấy thì đi chat đã hướng dẫn cho cả nhà rồi đó là nếu mà chúng ta xem thì phải bật vào cái Instant view này thì đi chat cập nhật và phân tích cho cả nhà đúng chưa đây, tức là mình thích vào cái Insta View đấy thì chúng, mọi người sẽ nhìn thấy được các cái chiến lược và chat cho mọi người. Với biểu đồ ví dụ như với giá vàng, với GBP USD như thế nào, mục tiêu canh mua hay là với EU các cái chiến lược như nào có cả nhá. Rồi với những cái sản phẩm như UZ đây chiến lược lướt bài có hết đúng không ạ? Ví dụ như bài 144 đến 143.8 đây. Tức là tất cả hầu hết là các cái sản phẩm đều có hết. Đây là từ những cái phiên giao dịch ngày hôm trước mà đi chắc cập nhật cho cả nhà nhá. Bây giờ thì một số các cái sản phẩm mà liên quan đến đồng yên ấy thì trong cái nhịp này đó là đang là những cái nhịp có khả năng nó sẽ điều chỉnh hồi mạnh. Cho nên rất nhiều anh chị em có hỏi đúng chat là những cái cặp đồng yên thì bao giờ mới bán được. Nói thật luôn là bây giờ chu kỳ kết thúc tháng rồi, các bạn ít nhất phải chờ kết thúc tháng và sau bản tin non farm thì nó mới có thể có một cái nhịp điều chỉnh mạnh mẽ hơn thì chúng ta mới bán bởi vì sau cái nhịp giảm vừa rồi liên quan đến những cặp tỷ giá đuôi yên nó giảm rất là sâu đúng không ạ? Quyết định lãi suất của BOJ tăng lên 0. 15% mà từ ngày 31 tháng 7 một cái mà khiến cho những cặp tiền đuôi gì mọi người thấy không? Nó sập rất là sâu. Vậy thì chúng ta cũng cần có một cái nhịp điều chỉnh mạnh thì chúng ta mới bán xuống chứ còn hiện tại bây giờ mà bán hay mua cũng chỉ là những cái nhịp nhịp lướt sóng rồi. Ví dụ cặp UZ này nó giảm phát đến cả gì cả 2000 pip chứ không hề ít, đúng không? Nó chạy như một con ngựa trong cái thời gian vừa rồi. Vậy thì những cặp tiền đuôi du đuôi 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 yên ấy thì các bạn phải gì? Về cẩn trọng và cũng như là thận trọng và chờ đợi chứ còn đừng có lao vào muốn đánh chung với đánh dài giờ này bởi vì những cái cặp tiền nào mà đi chắc cho mọi người đánh chung hạn hay dài hạn ấy thì đi chắc đều cập nhật cho mọi người trong cái nhóm Potion Trading rồi còn hiện tại nha không có đúng không hiện tại duy nhất thì đi chắc đang nhắm tới là gì sản phẩm chờ đợi đối với cái giá dầu và vàng bán xuống thôi chứ còn làm gì có cái nhịp sóng nào mà liên quan đến đồng yên đâu nhưng các bạn tất cả những cái mà đi cập nhật cho mọi người trên video và trong bản phân tích thì nó là những cái chiến lược lướt sóng theo ngày theo phiên thôi mọi người nhé Ok chưa còn nhắm tới các cái sản phẩm chính là đi chat support cho mọi người là liên quan đến vàng Ok các bạn thì cứ ra chơi đình với vàng cùng với đi chat thôi video ngày hôm nay thì đi chat xin kết thúc ở đây nhé kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày chơi thành công và hiệu quả nhắc lại cho cả nhà là cái lịch thời gian thực chiến của đi chat bây giờ là đổi sang lúc 9 giờ sáng nhé ở trên du và có thể sẽ phát cùng với YouTube cùng với cả nhà luôn. Các anh chị em nào mà đã đăng ký cái lớp học free của Richard dành cho mọi người trong tháng 9 thì hãy cập nhật Gmail và cập nhật cả trong những cái hộp thư spam để xem rằng các bạn support của 24 giờ truyền đình đã gửi mail cho cả nhà để lấy thông tin đặc biệt là liên quan đến các cái nick mà mọi người dùng Telegram để áp vào trong lớp nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.